Sự tích hạt lúa. Ngày xưa có một gia đình nọ, người cha mất sớm để lại hai mẹ con. Người mẹ tần tảo nuôi con, những mong người con khôn lớn hiếu thảo. Bởi vì nhà nghèo nên người mẹ phải rất vất vả để nuôi con. Vì thương con nên có gì ngon bà cũng nhường cho con hết. Nhưng càng lớn cậu ta càng ham chơi, hư hỏng và bất hiếu. Đủ bất hiếu, thức ăn đâu rồi, sao chậm thế? Một ngày kia người mẹ lâm bệnh nặng. Biết mình không qua khỏi, bà lo lắng, kêu đứa con trai lại, khuyên nhủ rằng: ngày mẹ mất, con sẽ thấy ở chỗ mẹ nằm có một loại hạt nhỏ. Con hãy bỏ vào trong chậu đất, đổ nước vào, rồi quẩy về hoàng cung sẽ đổi được rất nhiều vàng bạc. Thì ai nấu cơm cho tôi ăn? Ngày mẹ cậu mất, làm theo lời mẹ dặn, cậu ta tìm được loại hạt nhỏ màu vàng dưới gối. Lòng tham lam, cậu liền làm theo lời mẹ dặn, bỏ hạt vào một chiếc chậu nhỏ, dưới nước vào, rồi bỏ lên lưng, quẩy về phía hoàng cung. Quả này, ta giàu to rồi. Đường về hoàng cung rất xa, phải mất cả 6-7 tháng đi đường. Cậu con trai mệt mỏi, hết tiền, lương thực cạn dần. Cậu bắt đầu phải xin từng bữa ăn và chỗ ngủ qua đêm. Xin hả? Tú ngủ quá. Cậu dần dần nhận ra được công lao của mẹ đã cực nhọc nuôi nấng mình trong bấy lâu. Cậu hối hận vì đã đối xử tệ bạc với mẹ. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Về tới hoàng cung, cậu bỏ cái chậu trên lưng xuống, ngạc nhiên vì thấy tự lúc nào trên lưng cậu có một nhánh cỏ chĩu những hạt nhỏ màu vàng xinh xắn, mùi thơm thoang thoảng, nấu ra ăn thật bùi. Ồ, cái gì thế này? Ồ, cậu con trai nhớ thương mẹ bèn thôi không đem hạt vào cung nữa, mà cũng mang giống hạt ấy về trồng, rồi phân phát cho mọi người cùng trồng nữa. Đó chính là hạt lúa, hạt gạo mà mỗi ngày chúng ta ăn. Ừ, nhờ công của bà mẹ đấy. Chuyện kể rằng, ngày xưa có hai mẹ con sống trong một ngôi nhà nhỏ. Người mẹ tần tảo nuôi con, người con tuy còn nhỏ nhưng rất hiếu thảo và vâng lời mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ôi con mẹ giỏi quá! Cuộc sống đang yên bình thì bỗng nhiên người mẹ lâm bệnh nặng. Dù đã chữa cho những thầy lang giỏi nhất vùng, nhưng bệnh của người mẹ vẫn không khỏi, sức khỏe ngày càng yếu đi. Làm thế nào bây giờ? Thương hai mẹ con quá, con sẽ tìm cách chữa bệnh cho mẹ. Thương mẹ, người con quyết tâm đi tìm thầy nơi khác về chữa bệnh. Người con đi mãi, qua bao nhiêu làng mạc, núi sông, ăn đói mặc rách cũng không nản lòng. Bạn nhỏ đi đâu thế? Bạn ơi, đi cẩn thận đấy, mình đi tìm thầy thuốc chữa bệnh cho mẹ.
con xin người phù hộ cho mẹ con, em mau xin khỏi bệnh chỉ được cầu phúc cho mẹ mau chóng khỏi bệnh. Lòng hiếu thảo của em chạm đến cả trời xanh. Đức Phật từ bi động lòng trắc ẩn, Ngài biến thành một nhà sư và tặng cho em một bông hoa 5 cánh. Ta cho con bông hoa này để cứu sống mẹ con. Hoa có bao nhiêu cánh, mẹ con sẽ sống được bấy nhiêu năm. Nhìn xuống bông hoa, người con rất vui mừng vì mẹ đã được cứu. Nhưng em lo lắng vì hoa chỉ có 5 cánh, nghĩa là mẹ em chỉ sống được 5 năm nữa. Sau hồi lâu suy nghĩ, em liền xé nhỏ từng cánh hoa cho đến khi không còn đếm được bông hoa có bao nhiêu cánh nữa. Nhưng bông hoa chỉ có 5 cánh, phải làm sao bây giờ? Xin chúc phúc cho hai mẹ con. Ôi vui quá!